Anh ơi, ngon rồi. Cái khu đất mình chung với cả Bảo Vân ấy hiện nay đang rất sôi động, lên hai giá. Cứ đà này ấy, tầm 2 tuần nữa thôi anh em kiếm cả tỷ. Thị trường bất động sản đang đóng băng, thế mà khu đấy lại vẫn lên giá. Kể ra anh em mình cũng may đấy nha. Như thế này ấy, anh em mình phải mời em Oanh ăn một bữa, coi như hậu tạ. Này, cậu kết em Oanh đi à? Nhìn như thế thì ai mà chả thích. Thế nhưng mà thôi, con sư tử nhà em ấy, nó tính lắm. Anh em chốt chiều nay luôn chứ? Được thôi, cậu chọn địa điểm đi, tôi trả tiền. Vẫn rắn cho trơn tuột nhá. Ok anh. Ừ. Alo, ai đấy ạ? À, thế cô đang ở đâu? Để tôi chạy qua tôi lấy. Thế cũng được. Thế để tôi nhắn địa chỉ cho cô. Cảm ơn cô. Lùi ra đằng sau tí đi. Hết chỗ của em rồi. Tao lùi vào đâu nữa? Tao cũng hết chỗ rồi. Quá, đừng có ngọ nguậy ngồi im người ta còn lái. Nhưng mà em mỏi. Mỏi phải ngồi im. Ui, cúi đầu xuống, tao không nhìn thấy gì ấy kìa. Ui giời. Yêu cầu anh chị tắt máy, xuống xe, xuất trình giấy tờ, chúng tôi kiểm tra. Xuống. Ôi chào cô. Em chào anh ạ. Phiền quá để cô phải mang qua tận đây. Có gì đâu ạ, em tiện đường nên mang qua luôn cho anh. À, anh kiểm tra xem ạ. Ui, trong này toàn giấy tờ ấy mà. Thế tôi cảm ơn nhé. Sao bà xã anh lại đến đây thế này? Em mua cho anh cái đai lưng, tiện đường cầm qua đây luôn. Ôi giời, được vợ quan tâm chăm sóc thế này thì còn gì bằng. Bây giờ anh sẽ đeo luôn. Nhỡ đâu tối nay khỏi, lại phục vụ được vợ thì sao nhỉ? Em chỉ sợ anh khỏe, lại muốn đi quan tâm chăm sóc người khác thôi. Sao em lại nói thế? Anh dùng luôn đi nhá, em đi làm đây. Đã bảo là đi làm hai chuyến, cứ tham ăn một chuyến cơ. May cho mày là anh công an anh tốt bụng, cho nên là chỉ nhắc nhở thôi đấy. Anh làu bầu từ lúc đấy đến giờ còn chưa chán à? Hộ em dỡ hàng đi. Hàng với họ toàn rẻ rách. Rẻ rách cơ mà rẻ rách. Đây là hàng second hand, hay người ta gọi là hàng si đấy. Tao chả biết si sell gì cả. Nhưng mà tao nói luôn nhá, hàng này quán cho ma. Anh lại coi thường, hàng này một vốn bốn lời đấy. Cứ giặt là cẩn thận xong treo lên nhỉ. Trông không khác gì hàng thời trang cao cấp. Thế xong mà treo ở đâu? Cửa hàng mày đâu? Em nói thật với anh nhá, về cái đầu óc của anh ấy thì chỉ làm trợ lý cho em thôi. Giờ người ta kinh doanh online hết rồi không ạ? Mà nói nữa anh cũng không hiểu đâu. Ra dỡ hộ em hai cái bao kia xong rồi vào đây ngồi phân loại với em đi. Bố đợi con nhá, để con xuống lấy xe chở bố đi. Thôi không cần đâu, bố đi bộ cũng được. Có vài cái bước chân đấy mà. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng. Tôi á, qua lại cái đất này á, từ ngày chị còn khóc oe oe cơ. Thế bố lên thẳng xe buýt 02, nó chở bố về bến xe luôn nhá. Tôi biết rồi. Thôi lo mà đi học đi, đứng đấy mà dặn dò mãi. Bố về đây. Vâng ạ. Bố về cẩn thận. Ừ. Về nhà có con ngay nhá. Ừ. Chào chào bác ạ. Ừ. Bác đi về luôn ạ? À? À, cái Thảo nó đi học, bác về đây. Ui, chị Thảo chăm chỉ dã man luôn. Đi học cả ngày nhá, xong rồi tối còn đi làm thêm nữa. Chắc là bác phải tự hào về chị Thảo lắm đấy ạ. Nó đi làm thêm á? Nó làm cái gì?
Bác không biết thật à? Chị Thảo đi hát ở phòng trà ấy ạ? Kiếm được nhiều tiền lắm ấy ạ. Thế nó hát ở đâu hả con? Đây, cháu mở cho bác xem nhá. Đây ạ, chị Thảo hát ở phòng trà này. Ở đây cực kỳ sang trọng luôn ý. Mà khách đến đây nhá, toàn là khách VIP, đại gia có tiền. Nhiều khi đại gia mà nhắm ca sĩ nào rồi ý, còn mời về nhà hát riêng này, bo thêm tiền cả tip luôn. Sao bố chỉ lo cho nó thôi ạ? Bố có thấy là bố rất bất công với con không ạ? Nó gặp chuyện gì bố cũng lo cho nó. Thế còn con thì sao? Con ở thành phố, con làm sao cũng không dám kêu ca với bố. Con muốn xin bố một đồng cũng phải đắn đo cân nhắc. Bố có biết là con ở trên kia cũng phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu áp lực không ạ?